Ê, trả lời đầu video thì em xin được gửi lời chào đến toàn thể mọi người ạ. Vâng. Đây thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu những cái mặt hàng trên ạ. Giờ em sẽ giới thiệu lần lượt theo thứ tự đây. Mọi người quan tâm đến mặt hàng nào thì có thể tua nhanh đến để theo dõi ạ. Dạ, còn để đặt hàng thì xin liên hệ với em theo hai cái số điện thoại ở trên cái tên của video đó. Số điện thoại hoặc là số Zalo ạ. Vâng. Và về còn phần về thanh toán thì đối đơn hàng nào mà chuyển khoản trước ấy, thì em sẽ bao phí ship ạ. Còn đơn hàng mà mình ship code ấy, thì em không bao ship ạ. À, rồi em xin được đi vào chi tiết ạ. À. Ở giờ đây mã 1 ạ. Mã 1 thì em có một cặp tô vít cán gỗ của Viettel. Ở cặp này thì nó một cây là mũi P1 này. Mũi cộng 1 này, mũi dài 75 mini. Đó. Cây này thì mũi trừ 5,5. Hai cây này là cây chuôi là đóng, chuôi bị sắt đóng. Đó, mũi trừ 5,5, cái cạnh này bề ngang này nó 5,5 ni. Thì mũi P1 dấu cộng. À, cặp này thì mũi nó ra phần mũi nó dài là 7,5 7,5 cm và chiều dài đây thì nó là 18 cm. Đây là châm của nó. Ở cặp này thì mã 1 giá là 101 ạ. Mã 1. Còn đây mã 2. Mã 2 thì một cặp tua vít cách điện. Ở cặp tua vít cách điện này của KTC. Đây, KTC. Ở trên đây có chữ KTC ra ban bên này. Rồi cặp này thì cũng cái mũi trừ 5,5. Chiều bề ngang này 5,5 ni và mũi P1. Số cộng P1. Okay. Đó, cây dấu cộng, cây dấu trừ. À, dài mũi nó dài 7,5. À, chiều dài đây 17 ok. Rồi, đây đầu nam châm nữa. Mà cặp này thì là mã 2. Đây mã 2 giá 101 ạ. Mã 3. Mã 3 thì một cặp tua vít hồ lô của ông Viettel. Đây. Ở cặp này thì của ông Viettel. Trên thân đây thì nó có chữ gia ban trên. Ok. Đấy, chữ gia ban nhỏ trên. Đó, hai cây tua vít cách điện. Cặp này thì mũi dấu trừ là trừ 6. Đây, trừ 6 ly. Mũi dấu cộng là mũi P2, PS2 á. Cái này dài mũi nó dài là 25. Và chiều dài của nó là 25. Mũi nó dài 15 cm ạ. Chiều dài đây 25 cm. Cặp này nam châm. Ok. Và đây mã 3. Ở cặp mã 3 150. Rồi mã 4. Ở mã 4 thì là ba cây tôi viết chuôi đóng á. Rồi, ba cây này là chuôi cái chuôi này đóng được. Ba cây này là của thằng Anet. Hai cây dấu cộng, hai cây màu đỏ đây dấu cộng và cây màu xanh đây dấu trừ. Anet mũi đây mũi trừ 6. Trừ 6. Cây này mũi cộng 2 và cây này là mũi cộng 3. Galet Made in Japan. Ba cây này còn mới, đầu chưa đóng, đầu chưa có dấu đóng. Rồi, cây đầu mũi PH3, P3 đấy. Đây đầu P2. Ba cây này rất là mới. Đến mũi trừ 6.
Yeah, đây đầu nam châm đó. Được, ba cây này, hai cây nhỏ đây dài 22. Và cây ba, cây P3 đây thì nó dài là 27 ạ. Dài 27. Được. Ăn rồi. À, đây là mã 4, bộ này mã 4 giá là 230. Vâng, đây mã 5 là một cây tô vít nhấn. Cây tô vít nhấn này thì của Tokyo Nippon này. Chi Tokyo Nippon. À. Lô 130. À. Cây này khi ngắn đây thì nó dài đây, chiều dài nó là 31. À, bung ra đây. Bung ra thì nó dài là 40 44. Vào đi với nó có hai cái đầu mũi đi kèm. Đây mũi dấu trừ, đây là trừ 7 ni. Trừ này bề ngang nó 7 ni. Rồi. Mũi dấu cộng đây, mũi cộng 2 ạ, PS2. À, đầu mũi còn mới đẹp. Đầu mũi. Rồi, các chức năng của nó còn hoạt động tốt đầy đủ. Ok. Đây. Đây đảo chiều này. Nấc giữa nấc khóa. Ok. Và cái này thì là mã 5 ạ. Mã 5 này giá 230. Hai đầu mũi. Và đây mã 6. Đây mã 6 thì một cây tô vít dài của Vietcell. Đây cây tô vít này của Vietcell này, mũi P3. Chiều dài mũi của nó là 450 mm. Mũi nó dài là 4 tấc rưỡi. Cán ở cây này thì cái thân này là nó vuông. Vuông đây là 8 ni. Vuông 8 ni, đầu mũi P3. Đầu mũi còn mới đẹp. Ok, đầu lâm châm. Ở đây chiều dài của cây này nó là 6 60 61 cm. Còn phần mũi đây nó dài là 45 cm đến đây. Cây này là mã 6. Mã 6 là 170 ạ. Ok. À, đây mã 7, mã 8, mã 9 thì là ba cây kìm mở phe ạ. Đây là cây mã 7, mã 8 thì là hai cây này là của tốt. Tốt, đây thì kính nó mở từ 19 đến 40 mm. Đây cây này người tốt. Hai cây này thì có một cây mũi thẳng, một cây mũi cong. Đây mã 7. Mã 7 mũi thẳng này. Ok. Đó, như cây này thì cái đường kính mũi đây thì nó tầm ni ly 8. À, ni 8. Đây đầu mũi còn đẹp, chưa có mài, chưa có bị mài gì hết ạ. Ok. Đó. Cây này thì nó dài là 18. Chiều dài 18 cm. Vâng. Mã 7 đây 100. Ở đây mã 8 thì cây mũi cong. Ở cây này thì cũng là ni 8. Đây, đầu mũi đây ni 8. Đây nó dài là 17, đầu mũi cong.
MA8 100 à. Ở mã 9 ở mã 9 này thì của KTC này, KTC à. Ở ba cái kim này, cái kim ở phía ngoài hết đấy. Rồi, rồi cũng ly 8 luôn, ba cây này cùng size luôn, ly 8. Nó cây này thì có mũi cong, chiều dài đây 17. Đó, cây mã 9 đó. Mã 9 là 100. Còn đây ở cây kìm mã 10. Và mã 10 là một cái kìm để kẹp ống đây. 10 thì cái kìm này thì để kẹp ống dầu, mình kẹp các cái ống cao su. Trong quá trình sửa chữa mấy xe hơi thì có ống dầu, đường ống dầu bằng cao su mình. Cái loại này thì để kẹp á. Kẹp trong quá trình sửa chữa thì kẹp cho dầu nó khỏi chảy ra. Ở đây này, cây này thì nó kẹp cái kẹp được cái đường kính là từ 15 mini, phi 15. Nipper. Như loại này thì là mình cứ kẹp bóp vào là tự nó khóa chặt vào, lúc nào bung mở ra thì ấn cái cần này là bung nó mở ra. Đây. Đây với ông kẹp vào đây. Đó, kẹp vào tự cái thanh răng này nó khóa chặt. À, mở ra. Đó. Mở ra nó kẹp bung. Ở đây các bác này hay dùng cái loại kìm bấm, kìm bấm là kẹp. Loại này thì nó tiện dụng hơn, không mình không phải chỉnh ốc, không phải vặn ốc và nó cũng không có răng nữa. Đây cái miệng nó là trơn nó bằng, kẹp nó không có bị hỏng ống. Rồi, cái này thì nó chiều dài của nó là 20, dài 20. Đó, răng đây còn đẹp. Ở cái này thì còn gần như còn mới tinh, chưa thấy dấu rủng. Thân này thì nó bằng sắt hết, toàn bộ bằng sắt, không có cao su ở đây. Ok. Và đây mã 10 ạ. Mã 10 này 108 ạ. Ở mã 11. À, 11 thì cây mỏ led mini ạ. Cây này thì nó là 100 mini này. Cây mỏ led nhỏ 100 mini còn hít choi. Này hít này và ra ba. Bên này dấu rít này. Ở cây này thì còn rất là mới ạ. À. Miệng còn đẹp chưa có sứt mẻ gì hết ạ. Bên này hít ra ban. Dấu hết. Đó, miệng còn đẹp luôn. Ok. Và đây là mã 11 ạ. Mã 11 này 100 ạ. Cái một lít mini. Còn đây mã 12. 12 thì một cây mỏ led 300 mini. 300 mini của thằng Lotter. Đó, 300 mini Lotter Zip ra bàn. Ok. Đây, cây này còn rất là mới luôn, hơi tinh. Mẹ. Đó. Ở đây miệng nó còn rất là đẹp, gần như là chưa có dấu sử dụng luôn. Bên này. Ok. Rồi, cây này. Rồi, cây mỏ lết này mã 12 ạ. Mã 12 này giá 230.
Ở đây cây mỏ lết má 13. 13 thì cây của ông Notter luôn ạ. Notter cái này 300 mini. Ra ban. Đó, cây này thì cán vàng, cán bằng nhựa màu vàng. Cái này thì mất có xíu đây thì nó bị chóc xì, nó bị chóc cái snub xì đây khúc đây. Miệng còn ok. Món còn đây là mã 13. Mã 13 này là giá 250 ạ. 13. Vỏ còn lành lặn không có rách đâu. Còn đây mã 14. 14 thì cây cà lê mở nhanh của top. Cây cà lê mở nhanh này top 200 mini, 200 mini top Java. Còn đất mới. Rồi, nó sọ của nó ok. Rồi răng còn đẹp. Đó, cái này thì 200 mini, nó dài đây 21 đấy. Mã 14 đó. 14 130. Còn đây mã 15. 15 cái lên mà nhanh của tốt luôn. Cái này thì nó 300 mini. 300 mini, chiều dài đây nó 31. Rồi cái này thì là cái giấy cái tem nó còn rách cho nó dính đấy. Ra bàn tốt mà. Ok, đây nó xo nhún. Đó, răng cái này răng còn rất là đẹp mà. Đây mã 15, mã 15 này là 230. Giờ mã 16. 16 thì là một cây cali móc. Ok, cây cà lê móc này của Super HV K165 ạ. 165. Rồi. Cái này thì nó còn dính sơn. Sơn màu cam. Giá bán này. Đó, trên đây, trên thân đây thì nó có chia vạch cho này, từ 95 đến 165. Ở đây phần răng của nó rất là đẹp, còn nguyên. Phần răng này, đầu móc này, đẹp này. Ok. Đầu tì. Rồi, cây này thì nó dài đây là 38 cm. Rồi mã 16. 16 này 250. Rồi lên 17. 17 thì cây cà lê của Super. Cây cà lê 24. 24 Super. Rồi, cây này thì cái vòng còn rất là đẹp luôn. Cái góc cạnh nó còn sắc nét. Ok. À, cái này thì cái keo nó dính đấy. Không có gì xét gì, keo dính được. Ok. Rồi, chiều dài đây thì 23 cm.
Đấy, cái vòng này thì vào 24. Đó, 24 mini da bàn. Vâng, cây này thì mã 17 ạ. Mã 17 này 130. Còn đây mã 18. 18 thì cái tay quay chữ T của thằng Tôn này. Tôn này. Tôn da bàn này. Ở cây này thì đầu của nó 3 phần 8 này. Đầu tiếp này 3 phần 8, nó 9,5 mini ạ. À, bi này tốt, ok. Nói chiều dài đây là 27, 27 cm, đây là 19. Và cây này mã 18, 18 140. Còn đây mã 19. 19 thì cây cần tiếp của ông Tôn luôn. Tôn nô 211 dấu rít này, da ban này. Đầu nát néo, ok, đầu còn cứng, ok. Cây này thì cái chiều dài của nó là 30, nó dài 30 và đầu tiếp của nó đầu 1 phần 2, nó 12,7 mm. Đó, bi tốt, này tốt. Cây mã 19 này giá là 200, 19. À, đây cần tiếp có 20, mã 20 này của Hit. Hit đây, dấu zip này. Đây ra bàn. Cái này đầu nát néo nữa. Rồi, chiều dài đây là 38 cm. Cái này thì dài 38. Cũng đầu 1 phần 2, 12,7 mm. Ok. Đây mã 20 là 230. 21 là cái đuôi chuột. 21 thì đuôi chuột của Super. Super đầu của nó là 10, 10 và 13. Đó. Thân nó thì có rãnh. Rồi, ok. Đầu không có bị đóng này. Ok. Rồi, đầu 10 và 13, đây chiều dài là 20. Rồi, 22. Còn cái này thì mã 21 ạ. 21 là 101. Rồi, 22. 22 cái đuôi chuột này 13. 13, 17 super luôn. Super ra bàn. Đây đầu 13 17 hai cái này hai đầu dài này. Đầu này hai đầu đây nó dài 8 cm. Đầu. Ở trong còn đẹp. Cây này thì dài 27. Mã 22 là 2140, là 140. 13 23, mã 23. Đôi chuột MCC đầu 14 17. MCC 14 17. Nhỏ còn rất là mới. Okay. À, cây này thì nó dài 26, chiều dài đây 10, mã 23 là 130. Mã 24, mã 24 thì của MCC luôn, nhưng mà CC ra ban đâu 17 19, 17 19. Đó. À, còn mới đẹp. Cái này thì nó dài 31. Mã 24 ạ. Đây mã 24 160. Đây mã 25 là cây mỏ nết răng này. Đây từ mỏ nết răng của Hit. Cây này nó là 200 mini. Hit ra bàn này.
rồi nó xo nhún của nó này. Ok. Rồi, răng còn đẹp. Cái này thì mở hết ra đây thì nó dài là 3 phân rưỡi. Đó, răng còn ok. Giờ mã 25 ạ. 25 130. Và đây mã 26. 26 thì cây của MCC. MCC cái này 200 mini luôn. 200 mini. Cây này thì còn rất là mới, nước sơn còn mới vào. Mới tinh. Đây da bàn trên này. Nó so. Ok. Nó này ra 3 phân rưỡi. Đó, mấy cái răng dưới nó còn nguyên răng, còn nguyên lớp sơn luôn. Cái này thì bong với sơn thôi. Một còn đây mã 26. 26 là 160. 27, 27 cây mỏ nét ARM. Đó, cái này là 14 inch này, nó 350 mini dấu zip. 350 made in Japan. Ở cái này còn mới đẹp. Đó, nước sơn còn mới luôn. Ok. Là so. Rồi, răng còn rất là đẹp này. Okay. Đây cây này thì nó mở ra đây 8 phân rưỡi. Okay. Vâng, đây mã 27. 27 này giá 280. Vâng, đây mã 28. 28 thì là một cặp cảo chữ F. Cặp cảo chữ F này, cặp này là của săn cây. Đây, săn cây. Rồi thông số của nó đây. Đây thì nó mở nó 250 mini và cái khoảng đây nó 80 mini. Đây, đây thì nó kẹp được là 2 tấc rưỡi này. 25 này. À, đây là 8. Ok. Cây này thì nó còn 2 miếng nhựa ở đầu. Ok. Yeah. Rồi, cặp này thì là mã 28. 28 giá là 350 ạ. Rồi đây 29. Và 29 thì là cây búa đinh của OH. Cây búa là đinh của OH này. Rồi, cây này thì búa cán sắt. Đây, búa OH. Ở đây đằng sau thì có một cái đầu nục giác nữa. Nục giác này là 14 đó. Nỗ nục giác 14. Mặt đóng. Lưỡi nhổ đình còn đẹp. Thì trên đây chữ OH trên. Cái này thì nó cao lên 10 cm. Chiều dài đến 30. Đó, cân nặng là 480 g, mã này 29, 120. Ở đây mã 30. Mã 30. Đây cái búa dấu logo của nó đây. Đúng.
Rồi, cái này thì nó vuông là 20 năm. Trên. Rồi cái mặt trên đây thì cái lưỡi gắn thép hợp kim ạ. Rồi. Đây lưỡi thép hợp kim cứng. Một. Ngang đây nó 6 cm. Lưỡi này 6 cm. Đây mặt đóng. Ok. Đây, nó cao là 23 cm. Cân nặng của nó là 600 g. 600 g mã này 30, mã 30 giá 150. Ở đây mã 31. À, 31 thì một cái thùng đồ của Ringstar. Thùng đồ quay sách bên trên. Ok thôi này. Vâng, đây là nó dài thì 36, rộng thì là 13,5 và cao thì nó 7,5 cm. 36, 13 nhân 7,5, cân nặng của nó 1 kg. Và mã 31 là 170 ạ. Đây mã 32. 32 cái thùng Toyota Moto. Thùng lắp bằng. Quay gà đây có cái móc khóa nữa. Đây, khóa mình móc cái khóa vào đây. Ok. Ok bên trong ở bên hông này thì có cái ngăn nhỏ. Vâng, thùng này thì nó dài là 36, rộng thì 20 và cao thì là 7 cm. Cân nặng của nó là 1,8 kg, rất là dày luôn. Mã 32, 32 giá là 220 ạ. Và mã 33. 33 là một cái thùng của Hồ Gian. Rồi, cái thùng này thì cái nắp nó lên. Bên trong. Ok. Thùng này nó dài 41 ạ. Dài 41, rộng thì 15 và cái đỉnh này nó cao là 10 cm. Cân nặng là 1,4 kg. Và đây mã 33, 33 thì giá là 220 ạ. Và đó xin được kết thúc ở đây ạ. Xin được cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ạ.